Dư luận mạng xã hội tại Hàn Quốc đã rất phẫn nộ trước việc bà Sang Jae-chul, 63 tuổi, vợ của đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Peter Lescohier và là người gốc Trung Quốc tát một nhân viên bán hàng. Vụ việc trên được cho là bắt nguồn từ việc bà Sang ban đầu bước vào cửa hàng. Sau một lúc xem hàng, bà đi ra mà không mua món đồ nào. Một nhân viên bán hàng lúc đó nhầm lẫn cho rằng bà Sang chưa thanh toán tiền, vì thế bà mặc chiếc áo trông giống sản phẩm tại cửa hàng. Nhân viên này đuổi theo bà Sang. Khi nhân viên này nhận ra sự nhầm lẫn, cô đã xin lỗi bà Sang, nhưng vợ của đại sứ Mỹ đã rất tức giận. Bà quay lại cửa hàng và sau đó xảy ra vụ xô xát. Nhân viên bán hàng cho biết cô vẫn chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi nào từ bà Sang. Cô đã quyết định chia sẻ đoạn video quay từ camera giám sát tại cửa hàng lên mạng xã hội nhằm ngăn các vụ việc tương tự xảy ra với những người bán hàng khác. Báo Korea Times dẫn lời một quan chức thuộc sở cảnh sát Yongsan cho biết cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, việc này đã khiến nhiều người Hàn Quốc phẫn nộ. Một số cư dân mạng thậm chí còn yêu cầu vợ chồng đại sứ Mỹ rời khỏi Hàn Quốc.